Anoco Spenso là sản phẩm giúp tôi cải thiện toàn diện các vấn đề về tuổi già. Sử dụng Anoco Spenso là không phải lo nghĩ gì luôn. Tuổi già chúng ta mắc rất nhiều bệnh, nào thì tim mạch này, cao huyết áp, mỡ máu, rồi thì tiểu đường. Tôi thì lại đặc biệt bị thoái hóa cột sống ấy. Biết là bệnh của tuổi già nhưng mỗi lần đau cũng không thể chịu nổi. Cúi người, vươn vai là đau, mà cơn đau là cứ bị liên tục. Đau đớn kinh khủng, nhiều lúc đau đến mức ứa nước mắt. Đau lên chả muốn ăn gì, cứ nằm một chỗ thôi, chả hoạt động gì. Con cháu ai hỏi gì cũng dễ cáu. Thương con cháu lắm mà những lúc đấy không thể kiểm soát được. Con tôi cũng thương bố nên quyết định mua Anoco Spenso cho bố sử dụng. Đây là sản phẩm đấy, đây con gái mua đây. Tôi cũng tiếc tiền lắm nên chưa bao giờ đòi hỏi con mua gì. Nhưng con mua rồi nên quyết định dùng cho đỡ phí. Ai ngờ dùng rồi hiệu quả bất ngờ vô cùng luôn. Tôi cũng tìm hiểu Anoco Spenso thì được biết sản phẩm không những được bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi bệnh viện Sanh Pôn đánh giá cao, mà sản phẩm còn lọt top 10 thương hiệu ASEAN 2022 và top 10 thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm, quá uy tín luôn. Tôi cũng rất là kỹ tính, thế mà dùng sữa này không chê được vào đâu luôn. Nhìn vào bảng thành phần toàn tiếng Anh thôi, nhưng xem video của bác sĩ Hoa ấy, bao nhiêu thành phần vượt trội luôn. Đầu tiên là glucosamine, collagen type 2 này, giúp bôi trơn sụn khớp, giúp khớp hoạt động linh hoạt, giúp giảm đau xương khớp ở người cao tuổi, bệnh nhân xương khớp. Thứ hai là HMB, tăng tạo khối cơ, hạn chế mất cơ ở người cao tuổi và tăng tạo khối cơ ở người trưởng thành. Thứ ba là vitamin K2, dự phòng và điều trị chứng còi xương, loãng xương, giúp xây dựng và bảo vệ xương khỏe mạnh và hỗ trợ phát triển xương chắc khỏe. Sữa này có sự kết hợp của bộ ba dưỡng chất canxi, vitamin K2, vitamin D3, như cái kiềng ba chân giúp hấp thụ canxi, hỗ trợ cho xương chắc khỏe và phòng loãng xương mà khi lớn tuổi thường mắc phải. Đấy mới kể sơ sơ cho mọi người thôi mà toàn thành phần giúp cải thiện xương khớp, đỉnh của đỉnh. Mà tôi rất ấn tượng với canxi nano. Cái này thấy bác sĩ bảo là một dạng canxi được sản xuất theo công nghệ nano, làm canxi có thể hấp thu tốt vào máu mà không bị lắng đọng nhiều tại cơ thể, ít gây sỏi thận, táo bón, rối loạn tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể có lượng canxi cần thiết để sớm phát huy tác dụng, đảm bảo chức năng xương khớp, giúp cơ thể phát triển toàn diện. Ngoài ra còn có tổ yến, phót, các lợi khuẩn có lợi không những tăng cường sức đề kháng mà còn giúp hệ tiêu hóa tốt hơn. Như tôi đây này, tôi thường xuyên bị táo bón, thế mà nhờ có sữa này hết táo bón, hết đau ốm luôn, đặc biệt là bệnh thoái hóa cột sống của tôi cũng được cải thiện, hiệu quả vô cùng luôn. Sau một tuần đầu tiên, tôi đã bắt đầu cảm thấy ăn ngon miệng hơn, ngủ ngon hơn. Sau một tháng sử dụng, các cơn đau gần như là không còn. Tôi làm việc gì cũng thoải mái, tinh thần thì sảng khoái, làm việc gì cũng tràn đầy sức sống. Một điểm nữa mà tôi rất là thích Anoco Spenso đó là hương vị thơm ngon này, dễ uống vô cùng. Tôi thì thật sự là rất kén ăn mà rất là kỹ tính, mà từ khi uống Anoco Spenso cứ phải gọi là đều đặn ngày 2 cốc, không thể thiếu buổi nào. Mà chưa hết, sữa này còn có thêm một hộp 400g và một hộp giấy. Đây các bạn xem này, đây hộp 400g này, rất tiện lợi này. Và một hộp giấy đi đâu xa là tôi toàn mang theo hộp giấy đây này. Đây, hộp giấy này thì chia thành 20 gói, rất tiện lợi và mang đi đâu cũng hợp lý vô cùng luôn. Tôi cũng giới thiệu Anoco Spenso cho rất nhiều bạn bè, anh chị của mình, ai cũng rất là ưng ý. Cho nên ai đang gặp tình trạng đau xương, đau khớp, tim mạch, mỡ máu, tiểu đường thì dùng Anoco Spenso cứ phải gọi là mê ly luôn. Đặc biệt sữa này còn phù hợp với cả phụ nữ sau sinh cần bổ sung canxi cho cả mẹ và con. Con gái tôi sau sinh cũng dùng sữa này rất nhiều và cũng bảo phải cho sữa này 100 điểm nhé.